Xin chào quý hàng đến với trang nhà đất huyhùng.com. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố thiết kế trong cách hiện đại nằm ngay trục đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền mặt ngoài căn nhà này, một căn nhà có diện tích ngang 4m, dài 17m, đúc cố trệt, lừng 3 lầu, sân thượng trước sau. Nhà có phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, hướng đó là hướng chính nam, phù hợp với những người hợp hướng đông tứ trạch. Căn nhà này nằm trong khu nhà lầu đồng bộ, đã đi vào sử dụng rồi. Hẻm trước nhà một hẻm 5m thông một trục, rất là thuận tiện gia đình mình vừa làm ở vừa làm văn phòng công ty nha. Chúng ta sẽ để ý thấy con hẻm trước nhà này là con hẻm 5m, con hẻm nhựa 5m, rất là thuận tiện gia đình mình luôn. Mình sẽ quay lại khu vực mặt tiền căn này một lần nữa này. Đây là một con hẻm thông rất đẹp, hẻm nhựa thông, xe hơi xe tải ra vào rất là thoải mái luôn. Rồi mình di chuyển vào bên trong căn nhà này, phía trước thì mình sẽ có một lớp cửa sắt, ở bên trên thì cũng có đã được lợp mái ở khu vực cổng rồi. Phía trong thì mình sẽ có một lớp cổng, khoảng lớp sân, khoảng một khoảng sân khoảng 2m mình đậu xe gắn máy. Phía bên trong thì mình sẽ có một lớp cửa ổ cắm xe, màu sắc cũng khá là bắt mắt và rất là mới, rất là hiện đại nha quý khách. Phía trong thì mình sẽ có khu vực đậu xe hơi hoặc khu vực phòng khách phía dưới. Khu vực này thì sàn là gạch bóng kiến giả đá 80, hai bên trang trí những cái mảng giấy dán tường tạo cho căn phòng của mình những cái điểm nhấn, những không gian nổi bật. Nhà này có diện tích ngang 4m, dài 17m, đúc cố trệt lửng 3 lầu. Nhà có sân đậu xe máy, hai phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau, hướng của nó là hướng chính nam. Mình đang đứng ở khu vực phòng khách này. Khu vực phòng khách này thiết kế theo cách hiện đại năm 2017. Hệ thống trần thạch cao với những cái đèn chùm và những cái chỉ tạo cho căn nhà của mình những cái không gian nổi bật rất là đẹp mắt nha quý khách hàng. Đây phía bên hông thì mình cũng có một cái đồng hồ được trang trí sẵn cho gia đình mình rồi. Phía dưới khu vực cầu thang sẽ có một cái tiểu cảnh. Cái tiểu cảnh này làm cho căn nhà của mình thêm phần sinh động và lôi cuốn người xem. Chúng ta để ý này, phía dưới khu vực cầu thang một cái tiểu cảnh rất đẹp mắt nha. Được làm ngay phía dưới cầu thang có những cái đèn chiếu và ở đây người ta trồng những cái cây, bỏ những viên sỏi vào nhìn rất hấp dẫn. Bên hông khu vực cầu thang thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh này được làm bằng đá. Bức tranh 3D bằng đá tạo điểm nhấn cho căn phòng của mình. Khu vực cầu thang thiết kế theo cách hiện đại năm 2017, tay vịn cầm xe kính cường lực 10 ly mặt đá hoa cương. Thiết kế rất đẹp nha quý khách hàng. Mình sẽ di chuyển vào khu vực phòng khách này. À, khu vực phòng bếp của căn nhà này. Khu vực phòng bếp thì ở đây có khu vực để tủ lạnh. Tủ kệ bếp đã được gắn sẵn rồi, tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu ổ cắm xe, hệ thống trần thạch cao với những cái đèn chiếu sáng. Nhìn rất là lung linh nha quý hàng. Khu vực bếp này thì hai bên cũng đã được ốp gạch cao lên đến trần rồi, tạo cho căn bếp mình luôn sáng, sạch và đẹp, dễ lau chùi. Phía sau thì mình sẽ có một khoảng sân và khoảng giếng trời ở căn nhà này. Khoảng giếng trời này đã được ốp đá lên cao rồi, tạo cho khoảng giếng trời chức năng của nó là lấy gió, lấy sáng cho căn nhà của mình. Chúng ta để ý thấy khoảng giếng trời nha, rất là rộng, một khoảng giếng trời rất là rộng. Và ở đây thì chúng ta cũng có một cái phòng vệ sinh ngay dưới trệt luôn, sử dụng chung với gia đình mình. Rồi mình sẽ quay ngược ra phía trước này. Căn nhà thiết kế rất là đẹp và đầu tư rất là công phu nha quý khách hàng. Với những cái đèn chiếu sáng nhìn rất là lấp lánh luôn, tạo cho căn nhà của mình những cái điểm nhấn, những cái không gian thoáng, sáng, đẹp. Hai bên khu vực bếp cũng đã được ốp gạch cao đến trần, tạo cho căn bếp luôn luôn sạch, phù hợp với gia đình mình. Mình sẽ quay ngược ra khu vực phòng khách phía trước thì cũng đã có màn rèm cửa được gắn sẵn rồi. Và điều đặc biệt của nhà này thì nó diện tích nó là ngang 4m, dài 17m, thì mình sẽ có một khoảng sân đậu xe máy phía ngoài, phù hợp với những người đang có nhu cầu sở hữu một căn nhà ngang 4m, dài 17m để có một khoảng sân đậu xe máy thì nên lựa chọn căn nhà này. Và căn nhà này có giá là 5.480.000.000 còn thương lượng cho cái hàng thiện chí nha. Mình đang di chuyển lên khu vực tầng lửng, khu vực phòng khách chính của căn nhà này.
Nếu gia đình mình có xe hơi thì mình sẽ đậu xe hơi và xe máy ở dưới trên này. Mình sẽ tận dụng khu vực tầng lửng làm phòng khách. Khu vực tầng lửng phòng khách này rất là rộng, thiết kế rất là rộng và rất là thông thoáng. Phía sau thì có thông thoáng ra giếng trời nên là căn nhà rất là thông thoáng nha. Ở khu vực tầng lửng này cũng đã được gắn ống máy lạnh sẵn rồi. Phía sau chúng ta để ý này, nó thông với giếng trời nha, nên là rất là không khí lưu thông và ánh sáng luôn luôn vào căn nhà của mình, rất là thoải mái luôn. Điều đặc biệt ở khu vực tầng lửng này, khu vực phòng khách này thì người ta cũng đã thiết kế cho mình một cái phòng vệ sinh, cái phòng vệ sinh ngay ở khu vực tầng lửng. Khi mình tiếp khách ở đây thì mình có thể đi vệ sinh ở đây luôn, rất là thuận tiện nha. Nếu gia đình mình chưa có xe hơi thì mình có thể làm cửa khu vực tầng lửng này, mình làm phòng ngủ luôn cũng rất là thuận tiện luôn. Thì mình sẽ được 5 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ nữa, là tới gần 7 phòng ngủ, 7, 7 phòng trong căn nhà này nha quý hàng. Phía trước khu vực tầng lửng này mình sẽ có một khoảng sảnh này nó khoảng 1m2, đua ra 1m2, mình có thể làm một cái phòng khách mini ở đây, cũng rất là thuận tiện gia đình mình luôn. Hệ thống trần thạch cao giật cấp tạo những đèn chùm rất là đẹp nha quý khách hàng. Mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 để xem phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2. Mình xin nhắc lại căn nhà này nằm trên đường Lê Văn Thọ, sát bên đường Quang Trung, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, rất là gần công viên Làng Hoa, chợ Hạnh Hung Tây, di chuyển đi lại rất là thuận tiện, phù hợp với gia đình mình đang muốn sở hữu một căn nhà gần công viên, gần chợ, gần nhà thờ thì nên lựa chọn căn nhà này. Đây là khu vực phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 1 này thì có cửa sổ thông ra giếng trời và có phòng vệ sinh ở bên trong. Phòng vệ sinh sử dụng thương hiệu nội thất là Inox kết hợp với bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen, rất là cao cấp nha quý hàng. Cửa phòng vệ sinh là cửa nhựa lõi thép, một cái phòng rất là rộng. Ở đây chúng ta sẽ có cửa phòng ngủ là cửa gỗ căm xe này. Chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 là phòng ngủ phía trước thì nó rất là thông thoáng. Phía trước thì mình sẽ có hai cửa sổ thông ra ban công và một cửa chính đi ra ban công nha. Ở đây cũng có màn rèm cửa đã gắn sẵn, hệ thống trần thạch cao với những đèn chiếu sáng rất là lấp lánh. Tường thì người ta sử dụng giấy dán tường nhiều hơn. Cũng có phòng vệ sinh trong luôn, sử dụng thương hiệu nội thất cao cấp, có bồn tắm đứng và tắm hoa sen. Mình sẽ chuyển lên khu vực lầu 2 để xem phòng ngủ số 3, phòng ngủ số 4. Nhà này cách sân bay khoảng chừng 10 phút đi xe máy và đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 15-20 phút nha. Rất là thuận tiện gia đình mình đang muốn sở hữu một căn nhà dài hướng nam, rất là mát mẻ. Đây là phòng ngủ số 3 này. Chúng ta để ý thấy trần thạch cao thiết kế rất là đẹp nha. Phải nói là chuẩn đẹp luôn. Nằm ngay trục đường chính, hẻm trước nhà là con hẻm một trục 5m thông. Cách mặt tiền đường cũng chừng 20m thôi. Rất là thuận tiện gia đình mình. Đây là khu vực phòng ngủ số 4. Phòng ngủ số 4 chúng ta để ý thấy nó làm thêm một phong cách hoàn toàn khác. Cũng có màn rèm cửa đã được trang trí sẵn rồi. Giấy dán tường tạo cho căn phòng của mình luôn luôn sạch đẹp và dễ thay đổi màu sắc nha quý khách hàng. Rất là thuận tiện luôn. Rồi mình xin nhắc lại giá bán căn này là 5 tỷ 480 triệu đồng, còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Quý hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì vui lòng liên hệ bên mình theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới màn hình, hoặc là truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhà đất huy hùng.com để xem thêm những mẫu mã nhà mới đẹp khác của khu vực Gò Vấp và khu vực phường 15 quận Tân Bình. Khi quý hàng xem video bên kênh nhà đất Huy Hùng, bên kênh nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp, bán nhà Tân Bình, Hồ Chí Minh, thì quý hàng vui lòng đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Đây là khu vực phòng giặt, rồi mình sẽ mở cửa bước ra khu vực sân thượng phía sau, cũng là sân phơi căn nhà này. Thì khu vực này thì sàn là sàn gạch nhám, phía trên đã là che chắn rất là kỹ rồi, rất là thuận tiện nha quý khách hàng. Tất cả các phòng ngủ đã được gắn ống máy lạnh sẵn rồi, nên quý khách hàng mua căn nhà này chỉ việc mua thêm máy lạnh về gắn vào và mua thêm giường nữa là về mình có thể ở được rồi. Khu vực phòng thờ này cũng khá là rộng, cũng có màn rèm cửa đã gắn sẵn. Phía trước thì chúng ta có một lớp cửa nhựa lõi thép và phía ngoài thì mình sẽ có khu vực sân thượng phía trước. Mình sẽ mở cửa và bước ra khu vực sân thượng phía trước. Đây là khu vực sân thượng phía trước này. Rồi mình xin nhắc lại nhà này nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, đường phường 9, quận Gò Vấp, sát bên đường Quang Trung, di chuyển đi lại rất là thuận tiện, đi về trung tâm thành phố cũng chừng 20 phút thôi. Phù hợp với gia đình mình và giá bán đang rất là mềm, chỉ có 5 tỷ 480 triệu đồng thôi. Quý hàng sẽ sở hữu ngay một căn nhà ngang 4m, dài 17m,